Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, the một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị. Thông qua những trò bài Tarot for Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống. Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng. Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Niềm vui rực rỡ nào sẽ đến với bạn trong 7 ngày tới? từ ngày 26 tây tháng 8 đến ngày 1 tây tháng 9 năm 2024 ha. Và đây là những trà bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có ba lá bài tượng trưng cho ba tổ bài. Đây là tụ 1. Tụ 2 và tụ 3 ha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi à, niềm vui rạng rỡ nào sẽ đến với bạn trong giai đoạn 7 ngày tới từ ngày 26 từ tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 năm 2024 ha. Và đây những tra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người lý trí, nhạy bén và có sự gọi là trung thực ha và có khả năng lãnh đạo rất là tốt. Một số bạn ở đây dường như dạ gần đây có thể bạn hơi mỏi mệt, hơi buồn ngủ Hoặc là bạn đang chờ đợi một cái kết quả gì đó và hy vọng nó sẽ có được cái sự gọi là thành công ừ. Các bạn cũng rất là mong muốn gia đình của mình, mọi người đều sống trong hạnh phúc yên bình Đây mình thấy có thể là đối với bạn thì đó có khả năng là bạn là một người sống hướng về gia đình ha Gia đình là quan trọng và cũng như tiền bạc, sự nghiệp là quan trọng nhất trong thời điểm này Các bạn rất là hy vọng mình sẽ có được một cuộc sống đủ đầy, thoải mái hơn à một số bạn ở đây mình thấy có thể là có một cái điều ước gì đó của bạn nó sẽ trượt trở thành sự thật đó ừ. cho nên là cứ giữ vững niềm tin kiên định và đừng để những cái điều bên ngoài nó ảnh hưởng đến tinh thần của các bạn là được à một số bạn ở đây mình thấy có thể là các bạn uh, sau khi ăn không nên có không nên nằm ngủ liền nha à có chừng có cái vấn đề như là cái vòng hai nó sẽ có sự hơi to đó ừ. À, điểm này thì mình thấy có thể là bạn cũng sẽ đi ăn đám tiệc khá là nhiều có thể trong giai đoạn 7 ngày tới có rất là nhiều đám tiệc và có rất là nhiều niềm vui nó được nảy nở trong cuộc sống của các bạn ở đây thì mình thấy có thể là một số bạn có những cái vấn đề liên quan đến giấy tờ sắp hấp lý hồ sơ gì đó có thể trong giai đoạn 7 ngày tới mọi thứ nó sẽ có vẻ hơi tích cực và lạc quan ha có thể sẽ có những cái người quý nhân giúp đỡ các bạn mình thấy dường như là có rất là nhiều người mang năng lượng Nam á mình thấy có hai người, người thứ nhất là cái người gọi là có khả năng lãnh đạo tốt, ha. có sự gọi là cứng cỏi, ít nói làm nhiều và có sự trung thực, công bằng liêm chính. Và người thứ hai thì đây là một người có sự tỉ mỉ, chu đáo và luôn có sự nỗ lực trong công việc. Và nếu như các bạn mệt mỏi thì có một cái sự nghỉ ngơi, đừng có quá sức Thời điểm này thời điểm mà kiểu như hay nuôi dưỡng tinh thần thể chất cơ thể của mình Thật là tốt cũng như nhắc nhở người thân các bạn vấn đề này Trong giai đoạn 7 ngày tới thì mình thấy có thể là một số bạn có thi cử gì đó ha Hoặc là có thể cũng có bão tố, có giông gió Nhưng mà mình thấy có thể là mọi thứ nó không có tác động quá nhiều đến bản thân của các bạn Hoặc là có thể các bạn cũng sẽ chứng kiến khá nhiều những vấn đề gây cứng À, những cái sự tranh cãi mâu thuẫn việc của các bạn là hãy có sự gọi là à, quan sát thấu đáo và cẩn thận trong ngôn từ là ăn tiếng nói của mình à, đặc biệt liên quan đến những cái vấn đề nhạy cảm thì phải có sự kỹ lưỡng hơn và mình thấy có thể là trái tim của bạn được chữa lành à, có khả năng là trái tim à, liên quan đến tình yêu một số bạn có thể là các bạn nhận được những cái sự hỗ trợ giúp đỡ chữa lành về à, cái vấn đề tình cảm từ một cái người mang năng lượng nữ hoặc là có thể bạn nam có được những cái sự quan tâm từ người thương yêu của mình hoặc là có thể một số bạn sẽ được một người mang năng lượng nữ nào đó làm mai ha liên quan đến tình cảm hoặc là có thể cái người nữ này giúp đỡ hỗ trợ gì đó cho các bạn trong giai đoạn 7 ngày tới ngoài ra mình thấy có thể là bạn đạt được cái thế cân bằng à, và có sự chiến thắng thành công ừ. cho nên cái giai đoạn đầu mấy ngày đầu thì có thể mọi thứ nó còn rất là hỗn loạn hoặc là có thể cũng hơi mệt mỏi trao đảo nhưng mà giai đoạn sau thì mọi thứ trở nên cân bằng trở lại, trở nên tươi sáng trở lại và các bạn có được những chiến thắng, thành công và được cái sự gọi là thăng tiến, một số bạn có thể được lên chức. Hoặc là giống như mình nói có những vấn đề gì đó tranh chấp hoặc là kiện tụng hoặc là thi cử nó sẽ thắng lợi nha. Và hãy có một cái sự nhìn về những gì mà mình đã đạt được để cảm thấy có sự tôn vinh và trân trọng giá trị của mình, nhưng mà hãy giữ cho mình luôn ở trong cái thái độ khiêm tốn nhất nha. Ở đây bạn nào có muốn đi biển chơi thì nên xem lại tin tức thời tiết để tránh cái vấn đề mưa bão. Ừ. Trong giai đoạn 7 ngày tới thì mình thấy có thể là các bạn nên lùi lại để quan sát mọi thứ một cách kỹ lưỡng hoặc là nhìn mọi thứ ở một cái góc độ khác để tránh có những cái quyết định sai lầm. Nên cẩn thận hơn. Ừ hoặc là một số bạn có thể có một cái sự chờ đợi một cái điều gì đó đến và có thể các bạn cũng phải bình tĩnh với cái sự chờ đợi này. Mình thấy có khả năng là có một số bạn có tin vui về con cái đó. Hoặc là bạn nào có sanh con thì sẽ thành công ha. Ngoài ra trong giai đoạn 7 ngày tới này thì mình thấy có thể là có rất là nhiều những cuộc gọi lừa đảo. Ừ hoặc là có những cái người nói xấu chỉ trích phê bình hoặc có những người đâm lén sau lưng nhưng mà mình thấy cái niềm vui được rõ nhất của bạn đó chính là bạn chiến thắng được tất cả những khó khăn những cái gian nguy hoặc là bạn có thể là được người khác hỗ trợ để bạn có thể có được những cái thông tin rõ ràng để mình không có bị người khác lừa lợi dụng và các bạn cũng phải có một cái sự gọi là tỉnh táo nha bởi vì như mình nói có những cái người gọi là gian manh xuất hiện đó hoặc là các bạn có đi chơi xa Các bạn cũng nhớ khóa cửa nhà xe cẩn thận ở đây Để tránh mất mát Và các bạn đừng để tâm quá nhiều đến những cái sự trộn rộn bên ngoài Mà mình hãy tập trung vào bản thân của mình Nghỉ ngơi, tránh xa những cái nguồn năng lượng quá tiêu cực Tập trung vào gia đình, quan tâm đến những người thương yêu Và điềm tĩnh hơn, nhẹ nhàng hơn với mọi thứ bởi vì có khả năng trong giai đoạn 7 ngày tới sẽ có rất nhiều những cái nguồn năng lượng khó chịu tranh cãi áp lực hoặc thậm chí là có những cái sự mâu thuẫn trong gia đình đó. Và cho nên các bạn càng từ tốn, các bạn càng gọi là bình yên thì giữ cho hòa khí của mọi người xung quanh có một sự gọi là an bình nhất định. Ừ. Một số bạn ở đây thì nên quan tâm nhiều hơn đến cha mẹ đặc biệt là mẹ các bạn. Về vấn đề gọi là ngủ nghỉ nè, đi đứng cẩn thận ha. đây mình thấy có thể là trong giai đoạn 7 ngày tới có thể là bạn sẽ xem được rất nhiều tin tức có những cái người dối trá lừa đảo bị bắt hoặc là bị giam cầm bị rơi vòng lao lý đôi khi có thể bạn cảm thấy như là luật nhân quả được ứng nghiệm kia vậy rồi đồng thời ở đây thì mình thấy có khả năng là các bạn nên giữ gìn sức khỏe bởi vì có thể mình thấy các bạn có một cái khoản chi cho vấn đề sức khỏe của mình hoặc là các bạn có sự cân đối hơn trong cái vấn đề chi tiêu nha một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn muốn mua sắm gì đó phải nghiên cứu kỹ cái sản phẩm đó để tránh mua phải hàng gian hàng dởm trong giai đoạn 7 ngày tới thì mình thấy có thể là bạn không nên đầu tư hoặc cho vay mượn tiền hoặc là bạn không nên đầu tư rủi ro nguy hiểm à, hoặc ai đó mời mọc các bạn hợp tác làm ăn thì mình thấy các bạn nên tìm hiểu cân nhắc bởi vì như mình nói giai đoạn 7 ngày tới giai đoạn có rất là nhiều người có ý đồ không tốt với các bạn nên thận trọng giữ gìn tiền bạc của mình Ngoài ra một số bạn có tiếp, tiếp xúc với người lạ thì cẩn thận cái vấn đề gọi là tiếp xúc quá gần có chừng có vấn đề bỏ bùi thuốc methamin ở đây nha. Hoặc là có con có cái giữ gìn chúng nhắc nhở mọi người để tránh cái trường hợp có thể là bắt cóc. À, ở đây mình thấy có thể là bạn sẽ thu hút được cái khoản tiền mà bạn mong muốn hoặc là bạn có thể năng lại nâng cao được cái sự sáng tạo của mình trong công việc nó giúp ích cho cái vấn đề tài chính của các bạn. Ngoài ra một số bạn có thể được mở mang kiến thức hoặc tìm ra được một cái cơ hội nào đó để gia tăng thu nhập hoặc có thể một số bạn sẽ mua cho mình những cái thiết bị điện tử gì đó hơi bị mới ha à, bên cạnh đó thể là cũng mua sắm quần áo rồi đó vân vân ừ. tuy nhiên thì đừng dung tay quá tráng là được ở đây mình thấy có thể là một số bạn các bạn sẽ như mình nói có nhiều người rất là dẻo miệng có sự gọi là mời mọc các bạn làm ăn chung thì như mình nói nên thận trọng kỹ lưỡng hơn một chút ừ. một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn sẽ À, phát triển được tiền bạc của mình do các bạn rất là khéo ăn khéo nói các bạn có khả năng là được nhiều người yêu mến ha, thông qua những kiến thức những kinh nghiệm mà bạn chia sẻ ha, hoặc là thông qua lời ăn tiếng hát gì đó ừ. nói chung là mình thấy có thể là các bạn cũng khá là nổi bật trong đám đông à, tuy nhiên cẩn thận ngôn từ các bạn ha, để tránh ảnh hưởng đến sự nghiệp của các bạn ừ. tránh bàn luận về những vấn đề nhạy cảm chính trị rồi đó vân vân thận trọng một chút Một số bạn ở đây mình thấy bạn có cảm giác rất là hài lòng Vào giai đoạn cuối của 7 ngày tới Cảm giác như là bạn có sự gọi là đủ đầy Có tiền bạc đến, có sự hạnh phúc trọn vẹn Và có thể một số bạn còn trổ tài nấu nước ha. Hoặc là ăn uống gì đó cũng khá là linh đình ở đây Đây bạn sẽ đi đám tiệc, đi đám cưới Hoặc là đi uh, uh, những cái buổi hội nghị uhm. Một số bạn có thể được như mình nói thăng quan tiếng chức Cho nên là tiền bạc nó cũng tăng cao hơn Giai đoạn 7 ngày tới này thì mình thấy có thể là một số bạn sẽ xem được rất là nhiều những tin tức sẽ được khai sáng rất là nhiều sẽ có một cái sự phát triển về cái con đường tâm linh tinh thần hoặc là có được một cái sự giác ngộ gì đó hoặc có khả năng là bạn sẽ có rất là nhiều những cái thông tin kiểu như là nó xì canh đan đó nó nổ ra khá là nhiều ở đây cho nên là các bạn hãy từ từ mà kiểu như là cảm nhận, à, các bạn đừng có để bản thân của mình bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những thông tin bên ngoài, hoặc là cẩn thận với những thông tin giả nha. À, dạ gần đây có rất là nhiều thông tin giả cho nên mình phải kiểm định lại ừ. để tránh bị hoang mang. Một số bạn ở đây thì mình thấy, đây là bạn nên cầu xin với thiên thần Michael bảo vệ cho bạn, gia đình của các bạn khỏi bệnh tật, khỏi những nỗi lo lắng mệt mỏi. À, ngoài ra thì à, cẩn thận à, cầu xin thiên thần bảo vệ các bạn khỏi những cái vấn đề như có những cái người à, tấn công tâm linh chẳng hạn giai đoạn này các bạn không nên đi chơi vào buổi tối quá nhiều à, nên bảo vệ năng lượng tinh thần của mình tránh đi đến những nơi nào đó mà bạn trực giác của bạn cảm thấy khó chịu yeah. thời điểm này mình thấy âm khí nặng nề đó các bạn cũng không nên gọi là đi đến những cái nơi ồn ào, náo nhiệt Mà kiểu như là nó hơi phức tạp, những nơi bia rượu nhiều đó, nguy hiểm Bởi vì giai đoạn này có thể là có những cái chỗ mà tích tụ âm khí quá nhiều Có thể là nó sẽ có những vấn đề như chập điện hoặc là quả hoạn ha, Hoặc là xét uh, đánh vân vân ừ, Nói chung là thận trọng trong thời điểm này Một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn sẽ có một cái sự gọi là À, nhìn thấu được một số sự thật về một số người không tốt với các bạn Từ đó mình thấy các bạn sẽ có một sự chọn lọc, thanh lọc bạn bè Giai đoạn 7 ngày tới này như mình nói là không nên tin tưởng bất kỳ ai hết Đặc biệt bạn bè rồi đó, đó ha? chung đụng, làm ăn chung, mua đất chung vân vân Coi chừng có những cái người là có một sự xảo quyệt Và có thể họ gây cho bạn cái sự bị thất thoát, bị thiệt hại Hoặc là mượn tiền không trả, hoặc là giật nợ vân vân nhưng mà cái niềm vui rực rỡ nhất của bạn là bạn sẽ chiến thắng được thôi nha yeah. với cái sự bình tĩnh khôn ngoan và thấu đáo của các bạn mình thấy bạn có thể nhìn ra mọi vấn đề à, một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn có sự kết thúc những cái điều không tốt của bản thân như là có thể là bạn sẽ có những cái dự định à, không ngủ không thức khuya nữa ha, hoặc là bỏ những cái thói quen không tốt như là ăn khuya ăn đêm hoặc là ăn quá nhiều quá chất không tốt cho sức khỏe vân vân hoặc là giảm cân ha có ý định giảm cân ừ. thì mình thấy đây là bạn sẽ làm được nhưng mà phải có một cái sự kỷ luật cam kết với cái điều đó và nỗ lực chăm chỉ à, tập thể dục cũng như ăn uống điều độ hơn và ngoài ra mình thấy có thể là các bạn nên đừng nên lo lắng nhiều căng thẳng nhiều ha, và đừng có đi ra ngoài nắng quá lâu có thể nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề về trí não rối loạn tiền đình à, nguy hiểm cho sức khỏe của bạn cũng như người thân các bạn giai đoạn 7 ngày tới thì có khả năng là trong cuộc sống có rất là nhiều những biến động cho nên là mình cứ gọi là bình tĩnh, bạn sẽ vẫn được an toàn, ha? mọi thứ sẽ vẫn ổn định với các bạn và đồng thời hãy trân quý những mình đang có. Ở đây mình thấy có thể là bạn sẽ cũng có những phút giây thanh thản như là bạn xem phim, bạn dành thời gian với thú cưng ngoài ra có thể là bạn nên nghe nhạc những bài nhạc truyền động lực hoặc là những cái bài nhạc mà nghe thư giãn thoải mái tâm hồn tinh thần á khiến cho đầu óc của mình nó có sự dịu dàng lại bên cạnh đó thêm một số bạn có sự kết nối với đá tinh thể để hỗ trợ trong quá trình loại sạch năng lượng tiêu cực hoặc là có thể một số bạn sẽ mua vàng quạt đá quý gì đó Ở đây mình thấy có thể là bạn cũng sẽ có sự gọi là lau dọn, quét dọn nhà cửa ha, lau sạch không gian sống và nơi làm việc các bạn để có được cái nguồn uh, sinh khí tốt nó tràn về. Ừ. Một số bạn thì như mình nói, uh, hít thở, đều đặn um, và đồng thời trước khi hành động hoặc nói điều gì hoặc là làm bất cứ điều gì hãy có sự gọi là suy nghĩ kỹ, hít thở sâu trong vòng 5 giây nha. Rồi hãy làm hãy nói hoặc là kiểu như là cảm thấy Ờ mình lúc đó nóng tính quá hoặc là nói ra cũng không giúp ích được gì tốt nhất mình im lặng luôn ừ. à, có thể một số bạn trong giai đoạn 7 ngày tới các bạn có những cái dự tính như là cất nhà sửa chữa nhà cửa ừ. hoặc là mua nhà vân vân thì nhưng mình nói nên tìm hiểu kỹ cái người mà bạn muốn làm ăn chung hoặc là hợp tác ừ. để tránh có những cái người họ không có thật lòng hoặc là họ có những cái sự xảo trá và có thể trong giai đoạn bảy ngày tới là thời điểm mà các bạn cũng sẽ kết thúc những cái giai đoạn nghiệt ngã mệt mỏi hổm rài trong cuộc sống của các bạn để đón nhận những cái niềm vui hạnh phúc hơn một số bạn có những vấn đề sức khỏe có thể cũng sẽ vượt qua được Giai đoạn 7 ngày tới thấy một số bạn độc thân sẽ thoát kiếp độc thân có thể có người yêu xuất hiện đó nha. Và có thể cái người mang năng lượng nam là cái người chủ động á. Tuy nhiên thì các bạn nữ thì có thể có nhiều người đến với các bạn, các bạn cũng nên biết chọn lọc cái người nào thực sự phù hợp. Ừ. À, thấy các bạn phụ nữ có sự phòng thủ và có sự cẩn thận trong việc chọn lựa thì đây là điều tốt bởi vì mình thấy như mình nói giai đoạn này có rất là nhiều người ma mảnh á cho nên thận trọng. Ừ. Và các bạn nam cũng vậy. Ừ. À, có thể một số bạn quen người ở xa. Ha. Ngoài ra thì một số bạn ở đây những bạn yêu nhau thì mình thấy có thể là các bạn có những cái dự tính, dự định gì đó cho tương lai. kiểu như đó, các bạn có thể là sẽ muốn đi uh, du lịch với nhau hoặc là muốn gặp gỡ nhau. nếu như các bạn đang yêu xa, thấy tình cảm của các bạn có thể nó trở nên ngọt ngào, tấm thiết và có sự ân cần, quan tâm. À, đặc biệt mình thấy có thể người mang năng lượng nam có cái khuynh hướng hành động nhiều hơn, lên kế hoạch nhiều hơn bạn nào ngắt cái nói chia tay thì mình thấy giai đoạn này có khả năng là có một nhiều một số bạn có thể là à, có tình yêu mới nhưng mà hãy cố gắng chữa lành sức khỏe tinh thần thể chất của mình trước khi mình kết nối tình yêu với một ai đó à, có khoảng 10% có thể là đối tượng cũ à, nhưng mà mình thấy hầu như là người mới hoàn toàn Một số bạn ở đây các bạn không tìm hiểu kỹ á, thì các bạn rất là dễ có những cái người đến với bạn không phải vì tình yêu nha. Mà họ muốn lừa đảo hoặc là lợi dụng gì đó cho nên các bạn nên thấu đáo và kỹ lưỡng hơn. Ừ. Cẩn thận hơn. Và chọn lựa kỹ lưỡng để tránh gặp phải những cái mối quan hệ tô xích độc hại. Ừ. Mình thấy có những đối tượng đó xuất hiện á. Cho nên mình thấy có thể là niềm vui của bạn trong giai đoạn uh, 7 ngày tới có thể là liên quan đến sự chiến thắng thành công ừ. Và đồng thời có thể có những cái sự xung hợp gia đình nhiều cái buổi tiệc ăn uống vui vẻ thoải mái, hạnh phúc Hoặc cũng có những cái nguồn tài chính tốt Và đồng thời có thể cũng có niềm vui về tình yêu ừ. Có được những cái sự khai sáng ha Và tìm có thể năng cũng biết được một số sự thật khá là chấn động chẳng hạn bên cạnh đó thì có thể một số bạn ở đây thì như mình nói chỉ cần bạn kiểm soát cái sự nóng nảy nóng tính của mình là mọi thứ nó rất là êm đềm và thuận lợi ha phải cân bằng cân bằng là điều cần thiết mọi thứ nó sẽ ổn với các bạn thôi cho nên đừng lo lắng bất an và một điều các bạn cần phải biết tập trung đó là cẩn thận với lừa đảo với những cái người không tốt hoặc là những người muốn lợi dụng hoặc là trộm cắp trong thời điểm này và nên bảo vệ sức khỏe của mình sức khỏe là cần thiết trong cái giai đoạn 7 ngày tới này không thức khuya nữa không lo lắng nữa không căng thẳng nữa làm những gì mình cảm thấy vui hạnh phúc hài hòa và đừng để những vấn đề xung quanh bên ngoài nó ảnh hưởng đến tinh thần các bạn nó khiến cho bạn suy nghĩ nhiều khó ngủ và nó ảnh hưởng đến não của các bạn Ngoài ra với cái niềm tin tưởng của bạn và có sự gọi là cầu nguyện mời gọi thần thánh, cái thiên thần đặc biệt thiên thần Michael bảo vệ các bạn thì mình thấy có khả năng một số bạn sẽ kết thúc được, phá vỡ được những cái điềm xui hoặc là có những cái sự gọi là kiểu những nguồn năng lượng tiêu cực, ám khí gì đó nó ảnh hưởng bạn hổm rài thì nó sẽ được tan biến nha. Giai đoạn cuối của 7 ngày tới mình thấy là như vậy. Các bạn sẽ giải phóng được nỗi lo, nỗi sợ, nỗi bất an của mình có thể các bạn sẽ chiến thắng kiểu như là các bạn có thể là à, nhờ đức tin của các bạn mà các bạn có thể thắng được những cái bài kiểm tra vượt qua được những bài kiểm tra về đức tin ở đây bạn là một kênh truyền sức mạnh chữa lành của thần thánh ha ừ. ở đây mình thấy là thời điểm này các bạn được khuyến khích hãy có một sự giải phóng những cái nỗi sợ hãi đừng dao động trước những cái biến động ừ. hãy kết nối với nguồn thiên liên và cho phép sức mạnh của các bạn nó có sự khuếch đại trong thời điểm này khi mà bạn có niềm tin các bạn có sự cầu sinh các bạn có sự gọi là tập trung vào những suy nghĩ tích cực đó là những lời khẳng định tích cực thì bạn sẽ được ơn trên hỗ trợ để bạn có thể vượt qua được bất kỳ những khó khăn nào hoặc là bạn sẽ được chữa lành về vấn đề sức khỏe hoặc là người thân của các bạn chỉ cần có bạn nghĩ đến cái điều mà bạn muốn thôi các bạn đừng để bản thân của mình bị dao động bởi những nỗi sợ các bạn muốn khỏe thì hãy luôn nghĩ đến cái từ khỏe 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 nha các bạn đừng có gọi là vừa nghĩ đến cái sự muốn khỏe nhưng mà trong lòng lại lo sợ mình sẽ bị nặng hơn hãy nghĩ đến chữ khỏe 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 hoặc ừ. một số bạn có thể phát triển được cái khả năng chữa lành của mình nâng cao một cái tầm cao mới nha yeah. hoặc là cái tình huống nào đó của bạn nó sẽ được chữa lành và có thể các bạn sẽ nâng cao được nhiều kiến thức hơn trong cái khả năng chữa lành ừ nói chung là bạn có thể là sẽ có một cái sự gọi là liên quan đến sự chủ lành ở đây ngoài ra một số bạn các bạn có được cái sự gọi là tràn trề năng lượng sức sống tinh thần à, bên cạnh đó có thể các bạn nên ăn nhiều trái cây hơn bổ sung vitamin cho cơ thể của mình một số bạn có thể có ăn cam hay gì đó ăn trái cây uống nước trái cây gì đó trong giai đoạn này và cũng nên uống nước nhiều ha một số bạn hay bị cái vấn đề về cổ họng đó đau cổ họng hoặc là ho khang gì đó trong giai đoạn này và cảm cúm rồi đó cho do, do đi nắng nhiều quá rất là dễ bị sốc nhiệt cho nên hãy thận trọng ha, để tránh uh, ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn và ảnh hưởng đến công ăn việc làm của mình nữa rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha chào các bạn hai xin chào các bạn tụ hai bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ hai để xem coi Niềm vui rạng rỡ nào sẽ đến với bạn trong giai đoạn 7 ngày tới từ ngày 26 tây tháng 8 đến ngày 1 tây tháng 9 năm 2024 ha. và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Rồi mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ 2 Các bạn tụ 2 là những người có khả năng dũng dàng trong mọi sóng gió ha. Một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn đang cố gắng cân bằng tài chính. Không có dám tiêu xài nhiều trong thời điểm này và các bạn có thể là cũng đang trong cái quá trình gọi là chữa lành chăm sóc sức khỏe tinh thần thể chất của mình. Một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn là một người rất là thích giúp đỡ mọi người xung quanh đặc biệt có thể thích giúp đỡ trẻ em. các bạn có thể là đang trong quá trình của sự gọi là quan tâm nhiều đến sức khỏe cha mẹ, có thể một số bạn là cha mẹ của bạn có vấn đề bệnh tật. Nhưng mà mình thấy có thể trong giai đoạn 7 ngày tới Mọi thứ sẽ được phục hồi, sửa được chủ lành tốt hơn à, Cho nên là đừng quá lo lắng ừ. Các bạn đang chuyển đến cái dùng nước bình yên hơn so với giai đoạn trước Có thể mọi thứ giai đoạn trước nó có sự hơi bị gọi là Xáo trộn hoặc là trao đảo Nhưng mà mình thấy các bạn cũng rất là bình tâm Các bạn có thể uh, điềm đạm và có sự gọi là uh, Luôn giữ cho mình tâm bất biến dưới dòng đời dẫn biến đó. Cho nên là mình thấy các bạn là những người uh, Có khả năng làm chủ tình huống, làm chủ vấn đề rất là tốt. Một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn sắp có những chuyến đi hoặc là sắp có những sự thay đổi gì đó trong cuộc sống của mình. À, có thể bạn sắp uh, chuyển nhà, chuyển chỗ ở hoặc là có thể một vài bạn ở xa các bạn rất là muốn về thăm gia đình. Ừ. Và ngoài ra ở đây thì mình thấy uh, có thể là bạn cũng sẽ thu hút được những khoản tài chính đến với mình trong giai đoạn bảy ngày tới. Các bạn là những người rất là vui khi mà được giúp đỡ người khác Tâm hồn của bạn rất là trong trẻo Và cái điều này nó giúp cho bạn có thể thu hút được nhiều cái ơn ích phước lành đến với mình hơn nữa Đây mình thấy trong giai đoạn 7 ngày tới các bạn có thể là sẽ có được một cái sự rạng rỡ, tươi vui, tích cực Hoặc là có thể bạn trở thành tâm điểm của sự chú ý Bạn có sự lạc quan, yêu đời nha yeah. và ngoài ra thì mình thấy có thể là một số bạn ở đây sẽ lên kế hoạch học ngoại ngữ hoặc là lên kế hoạch gì đó cho tương lai. Ừ, thực hiện những cái bước gì đó trong thời gian tới hoặc là có thể là bạn xem được tin tức nước ngoài khá là nhiều à, mình thấy có thể là một số bạn ở đây các bạn có thể là muốn làm một cái điều gì đó nhưng bạn còn chần chừ còn do dự còn ngần ngại ừ. tuy nhiên thì có thể các bạn nên gọi là hành động cho điều bạn mong muốn ví dụ như bạn muốn học ngoại ngữ thì cứ học đi đừng có tự ti rụt rè hãy lên kế hoạch và bạn có thể là sẽ làm được ha. Còn các bạn ngồi đó chần chừ thì chưa thì sẽ không bao giờ các bạn có được cái đạt đến cái đích đến mà bạn mong cầu. Một số bạn có thể có sự gọi là chăm sóc vào vườn cây của bạn hoặc là có thể có hoa lá nở rộ trong cái khu vườn của mình. À, ở đây thì mình thấy có thể là một số bạn các bạn đang ở trong cái trạng thái gọi là bị túng thiếu tiền bạc Ừ. hoặc là có khả năng là tiền bạc nó có sự cạn kiệt tuy nhiên mình thấy có thể là trong giai đoạn bảy ngày tới một số bạn có tiền nhưng mà các bạn sẽ không tích không để tiền bạc uh, tiền mặt quá nhiều các bạn có thể là sẽ đi đầu tư một số bạn có thể là mua sắm mua bán vàng gì đó trong giai đoạn này cho nên có thể là bạn có cụ để dành nhưng mà bạn không có để phòng hờ uh, tiền bạc quá nhiều trong người như vậy một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn cũng sẽ dành những khoảng thời gian để bạn có thể nghỉ ngơi, lùi lại, chăm sóc sức khỏe tinh thần thể chất và có thể có sự điềm tĩnh hơn, biết suy si xét mọi thứ hơn. các bạn có được những cái tin tức chiến thắng thành công đối với các bạn ha, hoặc là bạn chiến thắng được hoàn cảnh của mình. có rất là nhiều cái thông điệp chiến thắng thành công ở đây. Ừ. và ngoài ra những cái gì mà bạn cố gắng bằng quyết tâm bạn sẽ đạt được cái thắng lợi, ừ. sẽ đạt được cái kết quả xứng đáng nhất. một số bạn có thể có sự gọi là thu hoạch trái cây hoặc là có thể thu hoạch um, À, về những cái gì mà đó mà bạn đã gieo trước đó ha như vậy à, nói chung là mình thấy các bạn có khả năng là sẽ có một cái sự chuyển đổi năng lượng tích cực vui vẻ nhiệt tình hứng khởi và nó giúp cho bạn có thể đạt đến nhiều đỉnh cao một số bạn có thể có sự chiến thắng rất là nhiều cái lĩnh vực khác nhau à, hoặc là có thể một số bạn sẽ mua xe ha hoặc là đi du lịch di chuyển khá là nhiều ở đây ngoài ra thì mình thấy có thể là một số bạn có người thân ở nước ngoài về thăm hoặc là có sự kết nối nói chuyện nhắn tin gì đó với người thân ở nước ngoài hoặc có thể một số bạn sẽ xem tin tức thế giới rất là nhiều và có thể là nhìn nhận mọi thứ ở một cái góc độ khác và cảm thấy biết ơn trân trọng bởi vì mình còn ở trong cái giai đoạn hòa bình hạnh phúc vẫn có thể phát triển cuộc sống nên các bạn cũng sẽ tận dụng cái sự gọi là phước lành này để bạn có thể phát triển bản thân nhiều hơn nữa một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn sẽ có sự đếm tiền đếm vàng nói chung là có tiền bạc ổn định vững chắc an toàn có thể một số bạn sẽ đi rút tiền ngân hàng À, ngoài ra mình thấy có thể là bạn cũng uh, có sự kết nối một người mang năng lượng nam đây là một người có tài chính có tiền bạc à, và có sự đủ đầy có thể cái người này họ sẽ cho bạn lời khuyên hoặc là hỗ trợ giúp đỡ gì đó cho các bạn chẳng hạn hoặc có thể một số bạn có được công việc mới và gặp được người sếp mới và cái người này họ cũng rất là thực tế và họ có thể là biết tận trọng dụng các bạn bạn nào thi cử ha, thì sẽ đậu hoặc là có những cái giấy tờ pháp lý gì đó cần giải quyết thì mình thấy có thể nó sẽ trơn tru hơn ha. Giai đoạn 7 ngày tới có thể là mình thấy các bạn cũng đạt được cái trạng thái gọi là hài lòng mãn nguyện với nguồn tiền tài có những cái tin tức hoặc là có những cái tin nhắn uh, tài chính, uh, tài tin nhắn từ ngân hàng gửi đến các bạn ở đây và yeah, ngoài ra thì um, các bạn uh, tránh đầu tư mạo hiểm hoặc là um, làm ăn chung thì nên cẩn thận để tránh có những cái sự tranh cãi gì đó ở đây ha à, ngoài ra có thể một số bạn các bạn cũng rất là muốn mua nhiều thứ nhưng mà bạn sẽ có một sự đấu tranh tâm lý rất là cao độ phân dân uh, có nên hay không tuy nhiên thời điểm này các bạn không nên dung tay quá tráng Hãy nhìn thế giới xung quanh mình uh, để bản thân mình có một cái khoản tiết kiệm dự phòng cho tương lai uh, thì nó sẽ an toàn hơn một số bạn thì có thể là bạn cũng rất là nỗ lực nhiệt tình để có thể làm việc nhiều hơn nữa để có thể gia tăng thu nhập hơn nữa thấy bạn cũng rất là uh, hơi uh, đuối sức ha nhưng mình thấy có thể là bạn sẽ cố gắng quyết tâm rất là nhiều làm thêm uh, công việc hoặc là um, làm thêm giờ hay gì đó mình thấy các bạn uh, vô cùng gánh vác ừ. Tuy nhiên thì hãy có một cái khoảng thời gian để nghỉ ngơi để thoải mái một chút chứ thôi các bạn sẽ có khả năng bị kiệt sức Còn nó khiến cho cái hiệu suất và cái, cái um, năng suất làm việc của bạn nó bị giảm. Ừ. Nhưng mà nói chung thì mình thấy các bạn có tiền đó, như ừ, các bạn cũng rất là lao tâm lao lực và cố gắng kiếm tiền thêm nữa. À, số bạn có thể là cho tiền con trẻ, con cháu của mình nó đi học hoặc là có thể một vài bạn cũng sẽ như mình nói sẽ có những chuyến đi nên cũng phải tiêu tốn tiền cho những vấn đề này. Ừ, có những cái di chuyển gì đó hoặc là ăn tiệc với gia đình người thân vân vân. Và ngoài ra có thể một số bạn các bạn có sự gọi là hay đi chùa hoặc đi nhà thờ hoặc là có thể có sự cộng hưởng với nhiều nguồn năng lượng với nhiều người tích cực để có thể cầu nguyện cho thế giới hoặc cầu nguyện cho gia đình người thân, bạn bè của các bạn hoặc là chính bản thân của các bạn. Ở đây mình thấy có thể là trong giai đoạn 7 ngày tới có thể là bạn cũng xem được rất là nhiều những tin tức về sự mất mát, ha. cho nên mà cũng có những cái sự cảm thông hoặc là xúc động, nên các bạn cầu nguyện rất là nhiều ở đây. Một số bạn có thể tham gia những khóa học, những cái lớp đào tạo, học hỏi nhiều thứ, nhiều điều và mình thấy tiền tài đến với bạn khá là nhiều luôn. Ừ. Cái thành quả của các bạn xứng đáng với những gì mà bạn đã nỗ lực hết sức mình trong thời gian qua đó. Một số bạn có thể là sẽ mua vàng, mua bạc hoặc là có thể À, đi đám cưới hoặc là có những cái buổi tiệc uh, vui trong gia đình của mình có sự rộn ràng trong gia đình của bạn trong giai đoạn cuối của bảy ngày tới hoặc có những cái buổi lễ kỷ niệm gì đó ở đây có thể 10% phần trăm một số bạn uh, tiến đến hôn nhân ha hoặc là có thể có một số bạn sẽ có một cái sự gọi là uh, gắn kết với người yêu hơn và tính đến những câu chuyện tương lai hơn à và mình thấy có thể là các bạn sẽ chú tâm vào việc của mình mà của số bạn có thể mở rộng cộng đồng hơn nữa ừ. gia tăng thu nhập hoặc là có thể một vài bạn các bạn uh, sẽ có những hợp đồng mới nó khiến cho tiền bạc của bạn nó có sự sản sinh nhiều hơn ừ. một số bạn ở đây có thể thực thăng chức tăng lương ha Nói chung các bạn có rất là nhiều niềm vui rực rỡ luôn ừ. Có thể trong giai đoạn 7 ngày tới các bạn sẽ dùng luật hấp dẫn hoặc là bạn có khả năng có những lời khẳng định tích cực về cái giá trị, về cái vấn đề về tiền bạc đó. Trong đầu bạn luôn nghĩ đến tiền và cố gắng nỗ lực làm việc chăm chỉ và hướng đến cái sự gọi là tăng trưởng á. Cho nên mình thấy dường như trong cái tra bài của bạn toàn liên quan đến tiền thôi. <laughs> mình thấy là như vậy. Ừ. và ngoài ra thì các bạn có được sự chữa lành cho sức khỏe bản thân gia đình đó là niềm vui thứ hai ha tiền rồi sức khỏe gia đình niềm vui rồi có sự chiến thắng thành công trong những cái cuộc tranh đấu mâu thuẫn gì đó hoặc là thi cử gì đó ở đây tuy nhiên các bạn không có nên tranh cãi với người khác các bạn hãy dùng cái sự gọi là hài hòa yên bình nhẹ nhàng để giải quyết mọi thứ thì mọi thứ nó sẽ trôi chảy thuận lợi hơn nhiều thêm một số bạn sẽ giải quyết được mâu thuẫn với uh, những người xung quanh hoặc là làm hòa với gia đình của mình nếu có những cái tranh chấp cãi vã gì đó ha đây mình thấy các bạn tập thể dục để rèn luyện sức khỏe cũng như là tăng sức bền cho cơ thể cũng như là tăng được cái khả năng trực giác của bạn và mình thấy các bạn có khả năng lên kế hoạch cho những cái hành trình sắp tới như mình sẽ làm gì sẽ tiết kiệm ra sao mình sẽ um, thực hiện kế hoạch như thế nào uhm. và ngoài ra có thể bạn cũng sẽ có những cái giấc mơ khi ngủ và có thể là các bạn cũng có những cái giấc mơ báo trước gì đó một số bạn có thể sẽ dùng trà thảo mộc ừ. hoặc là có thể là bạn sẽ ở trong cái trạng thái tịnh tâm điềm đạm hơn trong mọi việc hoặc là các bạn nên ăn chín uống so trong thời điểm này ha và có thể là bạn cũng sẽ có sự lau dọn quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ ngăn nắp và tiêu trừ những nguồn năng lượng tiêu cực ra khỏi cuộc sống của mình để đón nhận những nguồn năng lượng sinh khí tươi mới đến với mình đây mình thấy có thể giai đoạn 7 ngày tới một số bạn có thể là những bạn độc thân thì có thể uh, sẽ tập trung quan tâm nhiều hơn đến gia đình cha mẹ của mình trong thời điểm này ha. Và có thể cũng có sự kết bạn, có thể có quen bạn phương xa nói chuyện qua lại nhưng mà có thể cũng ở trong cái trạng thái tìm hiểu thôi. Uhm. À, một số bạn mà yêu nhau thì giai đoạn này có thể là các bạn cần phải bảo vệ sức khỏe của bạn cũng như đối tương phương các bạn là quan tâm đến họ vấn đề sức khỏe đừng có ép một thứ phải diễn ra một cách nhanh chóng giai đoạn giữa của bảy ngày tới dường như có thể các bạn bị bệnh hoặc là các bạn bận rộn nha yeah. cho nên là các bạn cần phải tìm hiểu kỹ để các bạn tránh hiểu lầm rồi tranh cãi mâu thuẫn rồi chia tay nha các bạn có thể hiểu cho nhau vượt qua được thì mình thấy có thể các bạn cũng sẽ mau chóng à, tiến đến cái giai đoạn à, tính đến tương lai, ha, à, kết hôn, sinh con, đẻ cái gì đó. Ừ. Giai đoạn cuối 7 ngày tới mọi thứ nó sẽ êm đẹp hơn. À, những bạn nào mà ngắt cái nối chia tay có khoảng 60% có thể một số bạn có sự quay trở về, nhưng mà các bạn cần phải à, nhìn rõ cái vấn đề của mình trong tình yêu và thay đổi bản thân của mình, trưởng thành hơn, thay đổi chính mình. Giai đoạn 7 ngày tới là cái giai đoạn các bạn sẽ kết thúc cái quá trình mệt mỏi và có được cái sự cân bằng và chữa lành tốt. Nhưng mà hãy nhớ bảo vệ sức khỏe nha. Thấy có một số bạn có yếu tố sức khỏe ở đây. Có khoảng 60% một số bạn có sự kết nối lại với đối tượng của bạn. Còn một số bạn thì có thể là các bạn uh, dành thời gian hơn cho bản thân và gia đình của các bạn. Tùy theo các bạn để xem coi cái đối tượng này với bạn quay về hai người có tin cùng nhau giải quyết được vấn đề hay không. Thì mới có thể cái nó lâu dài còn không thì rất là khó ha, có thể nó sẽ rơi vào cái vòng lặp nữa. Ừ, cho nên hãy thận trọng. Trong cái việc đưa ra quyết định có nên tiếp tục hay là ngừng lại. đây mình thấy vũ trụ muốn các bạn hãy có một cái sự gọi là đừng lo lắng nữa, mọi thứ sẽ ổn thôi, tương lai của bạn sẽ rất là tươi sáng. Không có thử thách trở ngại nào có thể cản đường được các bạn ngoại trừ những cái sự sợ hãi của chính bạn đối với tương lai. À, cho nên bạn hãy dành một chút thời gian, hãy im lặng trong tâm trí và so dịu nó khỏi những cái lo lắng và sợ hãi. Và hãy cảm nhận rằng ân trên truyền cho bạn cái nguồn năng lượng mới của niềm tin, của sự hy vọng và lạc quan nhất và những nguồn năng lượng này tiếp thêm năng lượng cho cái thời điểm hiện tại thú vị của bạn cũng như tất cả những khoảnh khắc trong tương lai à. hãy có một sự nhẹ nhàng hơn với suy nghĩ cảm xúc của mình bạn phải ngừng lo lắng vì cái sự lo lắng này nó sẽ dập tắt cái lòng tốt cái sự tốt đẹp đang tìm kiếm các bạn à, và hãy từ chối bất cứ điều gì khiến cho bạn cảm thấy tiêu cực hãy tin rằng mà ngày mai tươi sáng sẽ đến và vũ trụ có sự hứa với bạn là như vậy bạn và những người thân yêu của bạn sẽ được bảo vệ và chu cấp ha, cho nên là buông bỏ nỗi sợ hãi lo sợ về tương lai của bạn đi luôn giữ những cái suy nghĩ và ý định tích cực nhất ừ. những nhu cầu của bạn luôn được đáp ứng bây giờ và trong tương lai đừng lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc thay vào đó các bạn hãy hình dung cái sự dồi dào đang đến với mình và mình thấy một số bạn như mình nói các bạn sẽ <laughs> làm cái điều đó đó ha. các bạn có thể là toàn nghĩ đến tiền nghĩ đến gia đình hạnh phúc vui vẻ ấm êm À, sự trọn vẹn sự chữa lành nè. ở đây các bạn cũng có được cái sự chữa lành nữa nè à, và giai đoạn trong giai đoạn 7 ngày tới ăn chín uống sôi ăn ăn uống kỹ lưỡng à, để tránh những vấn đề liên quan đến bao tử dạ dày ảnh à. hưởng đến sức khỏe của bạn hoặc người thân các bạn hoặc là con cháu trong nhà à, mình thấy là như vậy Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn. Hi, xin chào các bạn tụ 3 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi Niềm vui rạng rỡ nào sẽ đến với bạn trong giai đoạn 7 ngày tới Từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 năm 2024 ha. Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Rồi mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ 3 Bạn tù ba có thể là trong thời điểm này đang rất là chú tâm vào công việc của mình. Và ngoài ra có thể bạn cũng đang có sự tập trung hơn vào cái khả năng tài năng của mình trong cái cách gọi là giao tiếp hoặc là trao chút hơn trong cái vấn đề về ý tưởng ha. Một số bạn có thể là bạn cũng khá là nổi tiếng nổi bật trong đám đông đó. Các bạn đang cố gắng phát triển bản thân để có thể kiếm thêm tiền. Và đồng thời có thể là mình thấy các bạn cũng là một người sống rất là tình cảm, nhân ái, ấm áp, đặn bạn yêu thương biết quan tâm mọi người các bạn là những người có thể dạo gần đây hay có một sự kết nối rất là nhiều với những cái người thân quen họ hàng hoặc là có thể các bạn có một sự rất là hiếu thuận ừ. một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn cũng có con có cái và có thể lo lắng cho con cái vấn đề đi học trong thời gian tới cho nên có một cái sự rất là cân nhắc vào vấn đề tài chính ừ. ngoài ra thì có khả năng là một vài bạn có thể là các bạn cũng hay nhớ về những ký ức, những quá khứ, về tình yêu, người yêu cũ khá là nhiều trong thời điểm này. Uhm. Và mình thấy có thể là bạn cũng rất là yêu hoa, à, yêu thiên nhiên. Các bạn nên kết nối với hoa lá cây cành thiên nhiên để bạn có thể nâng cao được cái năng lượng tích cực cho cuộc sống của các bạn. ha Có khá là nhiều niềm vui sẽ chào đón các bạn trong giai đoạn 7 ngày tới. Đặc biệt những bạn nào mua mong muốn có tin tức vui về con cái thì mình thấy là có đó hoặc là bạn có nguyện cầu thì mình thấy có thể là cái lời ước nguyện của các bạn sẽ được trở thành sự thật ừ, ở đây mình thấy có thể là trong giai đoạn 7 ngày tới sẽ có những cái người mang năng lượng nữ họ sẽ chữa lành sức khỏe tinh thần thể chất hoặc là họ giúp đỡ gì đó cho các bạn khiến cho trái tim của bạn có sự vui vẻ trở lại một số bạn ở đây có thể là các bạn có được những hạnh phúc, có được cái sự cân bằng, được cái sự hài hòa và có thể một số bạn cũng có nguồn tiền, nguồn tài chính vững chắc an toàn và gia đình của bạn cũng có sự ấm êm trọn vẹn ha. À, mọi người có thể đi biển chơi hoặc đi du lịch gì đó với nhau hoặc có những cái giây phút làm những buổi lễ kỷ niệm gì đó trong gia đình của mình. Ngoài ra thì có thể các bạn có một cái khả năng ăn nói khôn khéo hơn hoặc là nâng cấp vào cái khả năng giao tiếp truyền đạt của mình một số bạn có những cái vấn đề về cổ họng đau họng hay gì đó thì có thể là sẽ được chữa lành được thiên thần Gabriel hỗ trợ các bạn hoặc là bạn có được cái sự tự tin để bạn có thể nói lên cái mong muốn chính kiến của mình một cách khéo léo nhất ha giai đoạn 7 ngày tới mình thấy dường như có rất là nhiều những cái điều lạc quan và yêu đời dành cho các bạn ngoài ra một số bạn có thể đi đến một nơi nào đó khá là bình yên hoặc là có thể là bạn sẽ thấy hoa sen um, hoặc là đi chùa đi nhà thờ ở đây À, một số bạn có thể là sẽ có sự ăn ngon mặc đẹp hoặc là có thể là bạn sẽ mua sắm đồ đạc, sắm sửa đồ đạc gì đó trong gia đình của các bạn. đây mình thấy có thể là bạn sẽ kết thúc cái giai đoạn gọi là khó chịu ha và có được những cái thành quả tốt cho cái vấn đề mà bạn đã làm việc rất là nhiều nỗ lực rất là nhiều à, các bạn sẽ có những cái sự dồi dào đủ đầy về nguồn tài chính và có thể một vài bạn có khả năng được rất vốn đầu tư hoặc là bạn gia tăng lợi nhuận với đề tiền bạc của mình hoặc có những cái bạn là gọi là được nhận tiền lương tiền thưởng vân vân à, thậm chí có một số bạn có những cái khoản tiền gì đó nó còn bị treo ở đâu đó ha hoặc là có thể một số bạn các bạn chờ đợi tin tức gì đó thì có thể trong giai đoạn 7 ngày tới nó sẽ đến. Có thể giai đoạn cuối của 7 ngày tới chẳng hạn. Ừ. Kết thúc sự chờ đợi. Và bên cạnh đó một số bạn ở đây thì nên nghỉ ngơi, các bạn đừng có quá lao tâm lao lực quá mức là các bạn sẽ rất là dễ bị vấn đề về sức khỏe các bạn nó bị kiệt sức. Ừ. Trong giai đoạn 7 ngày tới này bạn hoặc là gia đình của bạn có leo cầu thang hay gì đó, đặc biệt những đứa bé thì nhớ nhắc nhở để tránh rồi là té ngã nha mình thấy có thể là bạn sẽ bắt đầu một cái điều gì đó mới mở rộng chi nhánh hoặc là mở rộng khả năng phát triển một cái lĩnh vực gì đó mới Thế có sự nâng cao sự sáng tạo ha và có sự nắm bắt ý tưởng và ngoài ra thời điểm này các bạn đừng chạy xe nhanh quá hoặc là trong thời điểm này thì một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn cũng sẽ đọc được khá nhiều tin tức liên quan đến vấn đề sinh tử ừ. hoặc là có thể một số bạn sẽ kết thúc công việc cũ và tìm ra cho mình một cơ hội công việc mới Thẩm nay có thể chờ đợi tìm ra cơ hội thì có thể trong giai đoạn 7 ngày tới có thể là có cơ hội đến hoặc là có thể những cái người quý nhân cái người mang năng lượng nữ hoặc là một người mang năng lượng nam cũng sống nhân từ ấm áp tình cảm có thể họ đưa đến những cái tin tức về công việc về cơ hội cho các bạn chẳng hạn hoặc là giai đoạn này có ai đó muốn hợp đồng làm ăn chung thì các bạn cũng nên cân nhắc để xem có nên hay không để tránh à, hấp tấp dội dàng thì rất là dễ gọi là um, thiệt hại ha một số bạn chọn luôn tụ 1 với oh, tụ 2 với tụ 3 đây mình thấy có thể là bạn cũng có những cái vấn đề liên quan đến pháp lý với tờ hồ sơ gì đó thì bạn có thể năng cũng sẽ dùng tiền để có thể giải quyết ừ hoặc là những cái giấy tờ liên quan đến chuyến đi du lịch của các bạn có thể nó sẽ được thông qua một số bạn sẽ có những cái nguồn tiền ở nước ngoài gửi về ha có thể người thân gửi về hoặc là tiền lương của các bạn chẳng hạn hoặc một số bạn có thể được nhận vào làm cho một công ty nước ngoài công ty đa quốc gia hoặc là có thể một số bạn sẽ đi du lịch nước ngoài thấy có vấn đề về đóng tiền cho những cái vấn đề này hoặc là một số bạn có thể mua xe, à, mua cộ. À, ở đây mình thấy giai đoạn 7 ngày tới có thể là các bạn không hơi bận rộn đó. Đặc biệt giai đoạn cuối của 7 ngày tới các bạn còn phải um, đừng có lao tâm, đừng có chạy theo đồng tiền quá mức. Thì nó khiến cho tinh thần của bạn kiệt quệ, kiệt sức và các bạn hay thức khuya làm việc nữa. Cho nên thời điểm này các bạn nên coi chừng lại sức khỏe của mình. Tinh thần của mình. À. Tránh suy nhược thần kinh đó. và như mình nói trong thời điểm này thì đừng tin tưởng người khác quá mức ha. làm gì cũng phải cân nhắc để tránh có những cái người mời gầm mời mọc hợp tác nhưng mà đôi khi lại nó không có thuận lợi cho các bạn một số bạn có thể là sẽ đăng ký một cái khóa học ngoại ngữ thấy cái vấn đề tiền bạc liên quan đến yếu tố quốc tế gì đó ở đây à bạn nào có thi ngoại ngữ thì sẽ đậu nha mình thấy là như vậy giai đoạn 7 ngày tới thì một số bạn có thể là mua nhà mới hoặc là có thể dọn đến nhà mới hoặc là cái vấn đề nhà cửa gì đó của bạn nó cũng sẽ được thông qua giấy ừ. tờ được thông qua ha và có những cái buổi lễ kỷ niệm vui vẻ trong gia đình hoặc là đi đám cưới ăn tiệc tân gia thay thôi no đầy tháng có nhiều cái khoảnh khắc khá là rộn ràng một số bạn thì có thể là có tin vui về con cái có thể là một bé trai hoặc là một bạn có một cái sự gọi là khai triển phát triển bản thân nâng cao hoặc là học hỏi những cái điều mới mẻ hoặc là có thể mua cho mình những cái món đồ mới mẻ gì đó thế các bạn có thể hoàn thành được một cái uh, uh, nhiệm vụ hoặc là một cái kế hoạch gì đó xong xuôi và có thể là bạn sẽ bắt đầu thực hiện cái khác và mình thấy các bạn làm gì cũng có sự gọi là tính toán cân nhắc hoặc là có thể một số bạn có sự mong chờ tin tức ở xa mang đến hoặc ở đây có một số bạn các bạn muốn đi xa du lịch hoặc đi nước ngoài làm việc vân vân tuy nhiên hãy có một sự thận trọng ha để tránh có những cái đưa ra những cái quyết định hối tiếc sau này bởi vì à, thời điểm này có rất là nhiều những vấn đề biến động cho nên mình phải cân nhắc tính toán một số bạn ở đây có một cái sự phân dân giữa hai quyết định có sự chần chừ và ngần ngại và đang chờ đợi một cái điều gì đó rõ ràng hơn để bạn có thể có những cái sự gọi là đưa ra cái quyết định rõ ràng sáng suốt hơn và giai đoạn 7 ngày tới này một số bạn có đi biển chơi hay gì đó hoặc là các bạn cẩn thận cái vấn đề chuột rút ha hoặc là bơi lội ở những cái nơi sâu quá thì coi chừng nguy hiểm bị dướng cái gì đó là rất là khó có thể giải phóng được cho nên là thận trọng khi mà đi biển cái vấn đề này nha bạn và gia đình đặc biệt những người trẻ tuổi trong gia đình thì mình thấy là như vậy và nhớ bảo vệ đôi mắt của các bạn cho nên giai đoạn 7 ngày tới của bạn có rất là nhiều niềm vui rạng rỡ à, có những cái buổi xung hợp gia đình người thân bạn bè họ hàng thân thích à, hoặc là bạn có khả năng là được thăng quan tiến chức hoặc là khả năng là đi công tác nhiều có được hợp đồng hoặc là có được những cái nguồn tiền mới và có thể là sẽ di chuyển khá là nhiều ở đây hoặc là những cái giấy tờ gì đó của bạn nó được thông qua vấn đề nhà cửa nó có khả năng là được giải quyết và ngoài ra thì có thể các bạn cũng sẽ có một sự thắp sáng được một cái ước mơ gì đó đam mê gì đó của các bạn một số bạn có thể có người thân về thăm ở nước ngoài về thăm ha hoặc là học ngoại ngữ hoặc là thi đậu và ngoài ra mình thấy các bạn có sự gọi là làm sạch năng lượng cân bằng sức sống tinh thần thể chất của mình cái sự tập thể dục ở đây nữa và khi mà bạn tập thể dục bạn chăm chút cho bản thân thì bạn sẽ nâng cao tần số giúp bạn có thể thấu suốt mọi thứ và có thể nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan nhất và ngoài ra mình thấy các bạn thể hiện được cái sự sáng tạo của mình trong cái lĩnh vực của các bạn các bạn sáng tạo hơn các bạn có nhiều ý tưởng hơn hoặc tạo ra được nhiều tác phẩm được người khác gọi là yêu mến ủng hộ các bạn nên viết lên danh sách lòng biết ơn nha Trân trọng gì mình đang có Có thể các bạn sẽ có một cái sự kiểu như Nhìn nhận thế giới bên ngoài và Cảm thấy biết ơn bởi vì những gì mà mình đang sở hữu Và uống nước Uống nước nhiều ha Là những điều các bạn cần Đây mình thấy trong giai đoạn 7 ngày tới một số bạn nữ các bạn rất là thu hút Xinh đẹp trong mắt nhiều người cho nên có rất là nhiều người muốn theo đuổi Có nhiều người tiến đến với các bạn nữ lắm Tuy nhiên các bạn hết sức thận trọng nha để tránh có những người đến với bạn chỉ vì đam mê thể xác và có khả năng gọi là cao chạy xa bay hoặc là có thai ngoài ý muốn các bạn cần phải cẩn thận cái những cái vấn đề tình một đêm ở đây còn những cặp đôi nào mà muốn có con thì có thể là có tin vui về con cái hoặc là chưa muốn thì có thể năng là hãy cẩn thận ừ. và đề phòng với những người bạn mới quen biết trong tình yêu để tránh bỏ thuốc mê ở đây nha hoặc là nhắc nhở những người trẻ tuổi trong gia đình các bạn thấy có trong cái vấn đề tình cảm có những cái người không có tốt hoặc là để ý ừ, hoặc là có những cái người lừa đảo trên trang mạng đâu đó khá là nhiều đó. thậm chí có thể năng là họ có sự bán đứng bắt cóc và bán mình luôn cái vậy Những bạn nào mà yêu nhau trong giai đoạn 7 ngày tới này có thể là Các bạn suy nghĩ rất là nhiều ha? Và đặc biệt các bạn nam làm việc rất là nhiều à, Có thể lo chăm chút cho công việc nhiều hơn Nhưng mà cũng có sự chủ động với người yêu Tuy nhiên có thể là giai đoạn này các bạn cũng hơi có những cái Lo lắng, nghi ngờ, đặc biệt các bạn nữ ở đây nè Cho nên là mình thấy hãy thận trọng trong cái cách suy nghĩ của các bạn Hãy tìm hiểu rõ ràng thông tin để tránh hiểu lầm đối phương rồi tranh cãi mâu thuẫn rồi uh, im lặng với nhau chia tay nhau chẳng hạn có thể có một cái số vấn đề thử thách cho nên là các bạn cần phải tỉnh táo vượt qua nó giống như một cái dòng lập cũ của các bạn á nó giống như những cái vấn đề cũ của các bạn đó. nó trò dậy á để các bạn có thể giải quyết nó hoàn toàn Và giai đoạn này các bạn không có nên hợp tác làm ăn chung với người yêu ha Nói chung là đụng đến tiền là không có làm tăng chung, không có hợp tác, không có đụng đến tiền với người yêu Để tránh sau này có những cái sự tranh cãi, mâu thuẫn, hết tình, hết tiền ha, à, vậy Nó lấn cấn Bạn nào mắc kính nói chia tay thì giai đoạn này mình thấy có thể là các bạn nữ được rất là nhiều người theo đuổi Nhưng mà bạn phải chữa lành trái tim của mình trước Tập trung vào bản thân trước Và chọn lựa với người phù hợp ở đây mình thấy có thể có một số trường hợp người cũ và người mới đến. Cho nên là các bạn cần phải suy si xét coi ai phù hợp với mình. Ừ, còn bạn thấy nếu như cái đối tượng đó họ không phù hợp, họ không thay đổi, họ không có làm những điều mình mong muốn, hoặc bạn cảm thấy không an toàn, thì bạn có thể tự chọn chính mình. Ừ, bạn có quyền quyết định ở đây. và các bạn nam cũng nên thận trọng khi quen ai đó trên trang mạng coi chừng có những người lấy hình của người khác à, rồi lừa tiền ở đây nói đó. Ừ. Đó chung là muôn hình dạng trạng cái vấn đề tình cảm có những cái người hơi bị uh, bí ẩn hơi bị uh, mù mờ một chút hoặc là có một sự gọi là um, che giấu gì đó cho nên mình phải uh, đừng có vội vàng lao vào tình yêu ha, thận trọng cân nhắc và tính toán hoặc là cẩn thận để tránh ghen cái vấn đề ghen ở đây những bạn nào mà gọi là yêu nhau đặc biệt là các bạn nữ ở đây có thể được rất là nhiều người săn đón cho nên là các bạn rất là dễ hiểu lầm nhau đặc biệt người yêu có thể hiểu lầm bạn có cái vấn đề ghen cho nên là các bạn phải làm rõ để tránh có những cái sự gọi là suy nghĩ không không tỉnh táo thì rất là dễ gây ra những cái biến động những cái vấn đề có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng cho nên là hết sức thận trọng trong thời điểm này những bạn yêu nhau à, mình thấy có thể là các bạn có rất là nhiều điều đáng hy vọng và ước mơ gì đó của bạn sẽ được trở thành sự thật nhưng mà nói chung là niềm vui nhiều hơn thì chỉ có những cái điều khiến các khuyên các bạn là thận thận thôi chứ thực sự là bạn có thể vượt qua được bởi vì bạn cũng là một người đã nhận thức được những cái vấn đề đó thì các bạn có thể sẽ tránh được nó ha như vậy mà có đi xa chơi đi xa chơi du lịch hay gì đó nhớ khóa cửa cẩn thận cẩn thận có vấn đề gọi là bị trộm cắp ở đây ở đây mình thấy có thể là các bạn được khuyến khích hãy có một sự đánh thức cái sự nhẹ nhàng um, hài hòa tinh tế bên trong các bạn và có thể các bạn nên chăm sóc chu đáo và yêu thương bản thân của mình cũng như biết quan tâm đến mọi người Đây là thời điểm các bạn nên cân bằng cái năng lượng bên trong các bạn Và thực hiện những cái bước chữa lành để nâng cao cái sức sống và niềm vui, sự tận hưởng cũng như cái cảm giác thanh thản bình yên nhất Một số bạn có thể là nên tập thể dục và ngoài ra có thể một số bạn sẽ muốn học khiêu vũ, học nhảy gì đó vân vân ha đây một số bạn trong tình yêu có thể các bạn cũng sẽ cải thiện được vấn đề về uh, chuyện chăn gói cho nên mới có chuyện gọi là có tinh vui về con cái đó thì mình thấy là như vậy ha. cho nên là giai đoạn 7 ngày tới hãy thêm nước vào cơ thể các bạn cũng như thêm nước vào những mối quan hệ nhẹ nhàng êm ái như dòng nước ha tránh tranh cãi đôi co thì mọi thứ nó sẽ rất là thuận lợi với các bạn ở đây ừ. chỉ có một số vấn đề mù mờ nho nhỏ thì mình có cảnh báo rồi các bạn nên thận trọng ừ, chứ nó không có nghĩa là các bạn sẽ gặp những cái vấn đề này mà các bạn có được cái tinh thần cảnh giác thì mình cũng sẽ không có dễ dàng bị rơi vào cái cạm bẫy của bất kỳ ai hết rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn.